Tập đoàn cung ứng nguồn nhân lực GSL Việt Nam, tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long, được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép đưa người lao động đi làm việc trong và ngoài nước. Hiện nay, GSL Group là đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, phái cử du học sinh và người lao động đi học tập và làm việc với các đơn vị thành viên. Công ty cung ứng nguồn nhân lực trong nước GSL Outsourcing, Học viện Hướng nghiệp và Đào tạo GSL Education, Công ty Hoàng Long CMS, Công ty Đầu tư GSL Invest bắt đầu hoạt động từ năm 1999. Cho đến nay, GSL Group đã phái cử trên 60.000 người tới 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và hàng nghìn lao động được bố trí việc làm trong nước, đưa GSL Group trở thành nhà đào tạo và cung ứng nhân lực chất lượng cao cho nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai, Apple, Hitachi, Nissan, Toshiba, Canon. GSL Group có 2 trung tâm đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng nghề với sức chứa 2.500 học viên trong cùng một thời điểm. Với phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị như máy chiếu, TV, máy tính, ký túc xá đầy đủ tiện nghi, điều hòa, cùng nhà ăn theo phong cách Nhật Bản. Với tâm niệm, xây dựng học viên là trung tâm, là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp và quốc gia, GSL Group đã luôn tạo ra môi trường học tập an toàn, những sân chơi lành mạnh, cơ hội phát triển bản thân toàn diện với các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp, thông qua các hoạt động team building, các cuộc thi hùng biện tiếng Nhật, hội diễn văn nghệ, thể thao. Tháng 11 năm 2019, GSL Group ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong diễn đàn quốc gia nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đánh dấu mối quan hệ giữa chính phủ, nhà trường và các doanh nghiệp. Trong đó, GSL Group là cầu nối, là tổ chức thực hành, thực tập trong quá trình học và bố trí việc làm cho người học sau tốt nghiệp. Tháng 12 năm 2021, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan, GSL Group đã chính thức triển khai dự án 30.000 lao động chất lượng cao cung ứng cho các doanh nghiệp theo mô hình dịch chuyển lao động quốc tế gắn với đào tạo kỹ năng nghề. Ứng viên được đào tạo tác phong, tay nghề, ngoại ngữ, thực tập thực tế trong các nhà trường và doanh nghiệp. Khi tích lũy đủ kỹ năng và tài chính, ứng viên được GSL Group phái cử đi học tập và làm việc tại những nền kinh tế hàng đầu thế giới như Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Úc, New Zealand, Đài Loan. Chương trình đưa thực tập sinh kỹ năng sang Nhật Bản học tập và làm việc được GSL Group triển khai từ năm 2013 với sự đầu tư chiến lược và hợp tác chặt chẽ để chuyển giao công nghệ và hệ thống đào tạo cho các đối tác Nhật Bản. Nhờ đó, chương trình đào tạo của tập đoàn GSL được chính phủ hai nước và các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao, góp phần giúp GSL được các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản lựa chọn là đối tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực sang làm việc, thực tập tại nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Tham gia chương trình, ứng viên được trau dồi tay nghề, nâng cao kỹ năng chuyên môn, học tập tiếng Nhật, hưởng mức lương trên 30 triệu đồng một tháng. Đặc biệt, ứng viên có cơ hội ở lại Nhật Bản lâu dài, bảo lãnh người dân sang Nhật, nâng cao mức thu nhập lên tới 50 triệu đồng một tháng. Hiện nay, các doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng mở rộng đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, mang tới cơ hội nghề nghiệp và phát triển tương lai sáng lạn cho ứng viên đã từng có kinh nghiệm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Đặc biệt, với các ứng viên là học sinh sinh viên của các trường cao đẳng đại học sẽ có cơ hội nhận học bổng toàn phần, toàn bộ học phí khi tham gia chương trình thực tập và làm việc tại Nhật Bản cùng GSL Group hay Công ty Hoàng Long CMS. Với mong muốn phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chương trình học tập và làm việc tại các quốc gia hàng đầu trên thế giới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt, thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của chính phủ Việt Nam, thỏa mãn ước mơ và khát vọng vươn xa của thế hệ trẻ nước nhà, GSL Group sẽ không ngừng cải tiến, hoàn thiện cơ cấu tổ chức để tiếp tục giữ vững vị thế là đơn vị hàng đầu cả nước trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao mang tầm vóc quốc tế. GSL Group, nâng tầm nhân lực Việt.